Thưa quý vị, những ngày này, các đoàn tàu xuất phát từ ga Sài Gòn đi Hà Nội đồng loạt được trang trí những hình ảnh đón mừng Giáng sinh. Ngoài những hình ảnh trang trí độc lạ này, trên tàu còn xuất hiện ông già Noel. Theo đó, nhiều hình ảnh như cây thông Noel, những bông hoa tuyết trắng, những chú tuần lộc dễ thương, những hình mẫu ông già Noel cùng các túi quà được trang trí tràn ngập khắp các toa tàu, khung cửa sổ. Đặc biệt, tiếp viên trên tàu đã hóa thân thành các ông già Noel tới tận chỗ ngồi của hành khách để tặng các món quà Giáng sinh. Trong các ngày 24 và 25 tháng 12, hoạt động này tiếp tục được thực hiện trên các đoàn tàu có phát quà gồm SE3, SE4, SE8, SE2, SE7, SE8, SE21, SE22, SNT1, SPT1, SE21, SE22. Được biết, đây là hoạt động thường niên nhằm giúp hành khách cảm thấy vui vẻ và ấm áp hơn khi đi tàu. Món quà tuy nhỏ nhưng là tấm lòng của nhân viên đường sắt muốn gửi lời chúc an lành đến tất cả hành khách nhân lễ Giáng sinh và năm mới 2024. Thưa quý vị, hòa chung với không khí hân hoan chào đón Noel 2023 của Công đoàn Công giáo trên khắp cả nước, những ngày này người dân tại Nghệ An đã cảm nhận được không khí Giáng sinh về trên mọi làng quê và trên từng góc phố. Tại các nhà thờ giáo xứ, giáo họ đã được trang hoàng rực rỡ, tạo không khí rộn ràng đón Giáng sinh. Những ngày qua, thời tiết tại Nghệ An trở lạnh và khô ráo, tạo điều kiện để người dân các giáo xứ chuẩn bị trang hoàng đón Noel thuận lợi hơn. Những cảnh sắc không gian đón Giáng sinh được bố trí lung linh, trang hoàng, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan vui chơi. Không khí Noel rất là rộn ràng rồi. Và khi hôm nhất là năm nay cái giáo xứ Công Đoàn ở đây trang hoàng cái khu này mới và rất là trang hoàng, rất là đẹp, rất là lộng lẫy, và nhìn cái cảnh cả cái hang đá nhìn họ được trang trí rất là kỳ công. Từ thành phố đến nông thôn, không khí đón Giáng sinh đã trở nên rộn ràng hơn trong những ngày này. Những hang đá Bethlehem, cây thông Noel, xe tuần lộc chở ông già Noel được bày trí sinh động độc đáo. Các hoạt động tập duyệt văn nghệ cũng được tổ chức tại các điểm vui chơi tập trung, tạo không khí Noel rộn ràng, vui vẻ. Em thấy là cảnh vật ở đây được trang trí rất là đẹp và cảnh vật rất là lung linh và ấm cúng ạ. Em xin kính chúc mọi người là một đêm giáng sinh an lành và hạnh phúc ạ. Bọn con đang cố gắng luyện tập để có một tiết mục ý nghĩa trong đêm giáng sinh mừng Chúa Giêsu sinh ra đời. Không chỉ có đồng bào Công giáo, Noel giờ đây đã là dịp để mọi người chia sẻ yêu thương và cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với muôn nhà, cùng nhau chào đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.